sau thôi. Thành ra đó là và tôi có trình bày, có một lần tôi trình bày rằng có một cái dấu ấn, có một cái giai đoạn, một cái ấy à, tức là khi mà Tập Cận Bình sắp lên à, lúc bây giờ sắp lên làm tổng bí thư rồi đó, Tập Cận Bình đến thăm nước Mỹ à, đến thăm nước Mỹ thì hai người Obama và Tập Cận Bình bây giờ hai người mà à, mình bây giờ nó chưa lên chức và bây giờ nó đến thăm mình thì làm sao mang nhau ra cái bờ biển Palm Springs